cổ Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, nằm ở độ cao 1.000 đến 1.600 mét so với mực nước biển. Giữa bốn bề là núi rừng chập trùng, phố cổ Đồng Văn ẩn mình trong sự trầm mặc và cổ kính đầy ấn tượng. Có thể nói rằng vẻ đẹp của khu phố cổ này là điểm nhấn đặc sắc giữa vùng cao nguyên đá khô cằn, hùng vĩ và hiểm trở. Đến Hà Giang mà bỏ lỡ cơ hội khám phá nét hoài cổ của phố cổ Đồng Văn thì quả là đáng tiếc. Từ đầu thế kỷ 20, một vài hộ gia đình người Tày, người Hoa, người Mông đã di cư đến khu phố này sinh sống và an cư lập nghiệp. Sau này, khu phố trở nên nhộn nhịp hơn khi người Nùng, người Dao và người Kinh cũng dần dần về đây lập nghiệp, tụ hội đông hơn. Phố cổ Đồng Văn chỉ có vỏn vẹn hơn 40 hộ gia đình sinh sống gần kề nhau, tạo thành một khu phố ẩn mình dưới những vách núi đá. Toàn cảnh bức tranh phố cổ Hà Giang có màu vàng của nắng, màu xanh của núi rừng và màu hoài cổ của những nếp nhà bạc màu theo thời gian. Tại đây mọi người sẽ được chiêm ngưỡng một lối kiến trúc vô cùng độc đáo với những dãy nhà hai tầng cổ kính, phía trên lợp ngói mái âm dương. Một kiểu kiến trúc tiêu biểu trong những nếp nhà của người dân tộc vùng núi phía Bắc nước ta. Một số căn nhà còn được treo đèn lồng đỏ trước cửa để trang trí, khiến không gian khu vực này càng thêm huyền ảo hơn. Nếu đã tới phố cổ Đồng Văn Hà Giang thì đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cái đẹp, cái cổ kính và hương vị cà phê tại quán cà phê phố cổ. Là một trong số không nhiều những ngôi nhà cổ vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính trong khu phố cổ Đồng Văn đang có chiều hướng mới dần. Cà phê phố cổ giống như một điểm sáng mời gọi, càng đúng hơn với chức năng quán xá mà nó đang gìn giữ. Nằm trong khuôn viên phố cổ Đồng Văn, quán cà phê phố cổ là một trong những điểm hấp dẫn thu hút nhiều du khách đến tham quan thưởng thức, được xây dựng từ năm 1900. Đây vốn là nhà của một địa chủ họ Lương người Tày, rất có thế lực ở vùng Đồng Văn khi xưa. Ngôi nhà ngót trăm năm này cũng trải qua nhiều thăng trầm cùng khu phố cổ và may mắn là vẫn còn gần như nguyên vẹn, mang đậm dấu ấn kiến trúc giao thoa. Không gian bên trong quán hoàn toàn khác biệt với xung quanh, trầm mặc mà vương màu xưa cũ. Những bộ bàn ghế mộc dưới ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ hắt vào bức tường màu gạch non chưa nung càng khiến không gian quán cà phê phố cổ thêm phần bí ẩn mà ấm cúng. Nhâm nhi tách cà phê mà lắng lòng hoài niệm và bỏ lại bên ngoài những ồn ào tấp nập, không gian quán cà phê phố cổ được bài trí một cách đơn giản, trầm mặc như chính ngôi nhà cổ, giúp du khách trở nên thư giãn, tĩnh tâm hơn nhiều.
ngồi trên tầng 2 ngôi nhà cổ, du khách được nhâm nhi ly cà phê, trầm ngâm trong tiếng nhạc du dương, đồng thời cùng là nơi dành cho du khách những khoảng lặng để có thể hướng tầm nhìn ra, ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của phố cổ. Phố cổ Đồng Văn không quá lớn nhưng đủ rộng để đón tiếp nhiều người và rộng hơn để bao hết những tâm hồn thanh thang ở trên cao nguyên đá đầy thơ mộng này. Những con người sống trong đá, chết vùi trong đá và cả những con người ở phương xa đã chót cảm mến nơi đất này. Đến phố cổ Đồng Văn, mọi người bị thu hút bởi sự quyến rũ của vẻ đẹp rất đỗi hoài cổ, bởi tấm lòng hiếu khách, thân thiện của con người nơi đây, dễ gợi cho người ta về những ký ức xa xưa.